YouTube nào. Nam đàn nghe tiếng giống của chúng tôi. Và xin mời các bạn và quý vị hai bên ngoài đẹp nhất trong buổi trưa ngày hôm nay. Chúng ta cùng nắm tay quay nhau trở về với bạn thân mến nơi vinh danh của tình yêu. Xin được trân trọng kính mời. Ngàn hoa thơm ngát hương quá. Và anh trong đêm hôn khi nhìn anh đang rất tươi cười. Vì lên trên lòng cô dâu hiền muốn cho anh thêm yêu. Còn anh chỉ là chú si của em đẹp nhất trên. Sáng thấy tóc đó đến tay hào bầy. Vì em mang ra đi chốn đây. Hồi giờ là chị cứ nghĩ là chị có một mình chị nhỏ như thế này thôi. Nhưng mà xong rồi thấy anh Hùng ấy, sao cũng có người như thế giống như mình. Rồi đi làm có công việc ổn định và cũng giỏi nữa. Nên mới làm quen rồi hỏi thăm. Rồi một thời gian thì chị ra ngoài này đi học ở tại trung tâm để được sống. Và cái cơ duyên thì là trước đây thì cũng qua những cái chương trình truyền hình hay là trên các cái bài báo. Thế thì My thì ở quê và My cũng có xem được những cái thông tin đấy. Và đối với những người như mình thì khi mà nhận thấy, nhìn thấy một cái người mà cũng như mình thì rất là tò mò và rất là muốn liên lạc để mà nói chuyện với nhau. Khi đấy thì cơ bản chỉ là để trao đổi những cái khó khăn hay là những cái lời khuyên cho nhau thôi. Thì là khi mà My gọi cho mình rồi là hai người cũng có chat qua Facebook, Zalo. Một thời gian thì bạn ấy có đăng ký một cái lớp học ở Trung tâm Nghị lực Sống. Thì là qua một thời gian mà mình gặp gỡ nhiều thì mình cũng thấy hai người cũng có khá là nhiều điểm chung. Ví dụ như cái dạng khiếm khuyết của mình cũng chung. Hay là hai người cũng thông cảm và chia sẻ được cho nhau những cái niềm vui hay là nỗi buồn trong cuộc sống. Thì từ đấy hai người đến với nhau. Với lại là nếu mà yêu nhau khi hai đứa mà đi ra đường á thì là ví dụ mình nắm tay nhau, có nhiều người họ lại bảo là con nít con nôi thì nắm tay nắm chân để làm gì. Thời gian trước thì có lần tôi bị bệnh, xong rồi anh Hùng phải vào bệnh viện, anh Hùng mới là người chăm sóc và đưa đi đón về, nên tôi rất là mong muốn gửi gắm tất cả mọi người, không phải chỉ mỗi người khuyết tật mà là mọi người hãy cứ mở lòng, hãy cứ cho chính bản thân mình đã một cái cơ hội để mà mình có thể được đi trên cái con đường hạnh phúc đấy. Tôi thì muốn là mọi người hãy nhìn những người khuyết tật, đừng nhìn những người khuyết tật bằng ánh mắt dè biểu hoặc là soi mói, nhưng mà họ đã là những người kém may mắn trong cuộc sống thì hãy dành cho họ những ánh mắt thiện cảm hơn.